Ân oán tình thù kéo dài 20 năm của Lưu Gia Linh và Trương Mạn Ngọc, từ cuộc chiến tranh dài ảnh hậu. Đến thành tình địch ồn ào nhất Hoa Ngữ bởi cùng yêu Lương Triều Vĩ. Nhiều người vẫn luôn cho rằng mối ân oán tình thù của Lưu Gia Linh và Trương Mạn Ngọc bắt nguồn từ Lương Triều Vĩ. Thực tế thì từ năm 1990, hai người đẹp này đã là đối thủ của nhau trong sự nghiệp rồi, khi họ cùng tranh giải ảnh hậu Kim Tượng lẫn Kim Mã. Kết quả là Trương Mạn Ngọc toàn thắng Lưu Gia Linh. Ngay cả khi Lương Triều Vĩ kết hôn với Lưu Gia Linh, thì trong mắt nhiều khán giả cô vẫn chẳng thể sánh bằng Trương Mạn Ngọc. Mối duyên phận của cả ba người bắt đầu từ năm 1984 trong bộ phim Tân Trác Sư Huynh. Thuở ấy, Trương Mạn Ngọc đã nổi đình đám vì là Á hậu Hồng Kông, còn Lưu Gia Linh chỉ có thể làm nền cho cô. Khi ấy Lương Triều Vĩ chỉ chú ý đến Trương Mạn Ngọc, chứ chẳng hề để tâm Lưu Gia Linh là ai. Phải đến khi cả hai cùng hợp tác trong Lục Đỉnh Ký thì Lương Triều Vĩ mới biết đến sự tồn tại của cô. Tiếp theo đó, Lưu Gia Linh đã qua mặt cô bạn thân Tăng Hoa Thiên, giành được trái tim của Lương Triều Vĩ. Mối ân oán của họ bắt đầu từ năm 1991 khi Lưu Gia Linh lên ngôi ảnh hậu trong liên hoan phim Nante của Pháp. Đến giải quốc tế còn chiến thắng thì làm sao cô có thể hụt mất giải ảnh hậu Kim Tượng và Kim Mã. Ai mà ngờ được, giải ảnh hậu Kim Tượng năm ấy lại thuộc về Trịnh Du Linh. Thế là Lưu Gia Linh dồn hết tâm sức cho lễ trao giải Kim Mã. Kết quả, bộ phim Nguyễn Linh Ngọc ra mắt công chúng ngay sát giờ, tên tuổi của Trương Mạn Ngọc cũng áp đảo Lưu Gia Linh trong lễ trao giải Kim Mã năm đó. Điều đáng nói hơn là mới cách đó một năm thôi, Trương Mạn Ngọc đã đánh bại Lưu Gia Linh ở giải Kim Tượng. Năm 1994, Trương Mạn Ngọc rời làng giải trí sang châu Âu sống. Tranh thủ cơ hội đó, Lưu Gia Linh góp mặt trong hàng loạt bộ phim với hy vọng chứng tỏ bản thân. Đến năm 1997, ai cũng đinh ninh rằng cúp vàng Kim Tượng đã nằm trong tay Lưu Gia Linh nhờ màn nhập vai xuất sắc trong Tự Sơ. Ai mà đoán được Trương Mạn Ngọc đột nhiên tái xuất với bộ phim Tống Gia Vương Triều. Kết quả, Lưu Gia Linh lại ngậm ngùi ngồi dưới hàng ghế khán giả chứng kiến cảnh Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc rạng rỡ trên sân khấu. Việc này đã để lại vết tích sâu đậm trong lòng Lưu Gia Linh khiến cô phải chua xót chia sẻ. Người ta cứ nhìn thấy Trương Mạn Ngọc là mặc định chọn Trương Mạn Ngọc, thấy Lương Triều Vĩ là chọn Lương Triều Vĩ, nó như một loại định kiến vậy. Sự nghiệp không bằng, thứ duy nhất có thể khiến Lưu Gia Linh mở mày mở mặt với Trương Mạn Ngọc đó là cô có mối tình đẹp bên Lương Triều Vĩ. Ai mà ngờ được bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu đã xáo trộn tất cả. 15 tháng đi đi về về cùng nhau đã khiến Lương Triều Vĩ nảy sinh tình cảm với Trương Mạn Ngọc. Thành công của bộ phim còn khiến khán giả ủng hộ cặp đôi chính đến với nhau, quên luôn sự tồn tại của Lưu Gia Linh, biến cô từ chính cung nương nương thành kẻ bên lề. Kể từ đó, Trương Mạn Ngọc trở thành chấp niệm lớn nhất cuộc đời Lưu Gia Linh. Nữ diễn viên họ Lưu gạt tất cả mọi kế hoạch, chỉ chăm chăm làm mọi cách để giữ chân Lương Triều Vĩ, theo anh đến mọi nơi. Vì cô sợ chỉ cần mình lơ là một phút, trái tim Lương Triều Vĩ sẽ nghiêng hẳn về phía Trương Mạn Ngọc. Sau cùng, Lương Triều Vĩ làm đám cưới với Lưu Gia Linh vào năm 2008, dù rằng anh thừa nhận Trương Mạn Ngọc là cô gái duy nhất khiến cho tôi phát cuồng. Đó là lý do dù về chung nhà với Lương Triều Vĩ thì trong mắt công chúng, Lưu Gia Linh vẫn là bại tướng dưới tay Trương Mạn Ngọc. Sự nghiệp không bằng, đường tình duyên của cô cũng chịu lao đao bởi sự xuất hiện của nàng ảnh hậu họ Trương.